Nga dội bá UAV, radar chiến thuật của Ukraine nổ tung. Theo đoạn video được trích dẫn, máy bay không người lái UAV trinh sát Nga hoạt động tại khu vực tiền tuyến ở tỉnh Kharkiv. Ukraine đã phát hiện một nhóm quân nhân đối phương đang triển khai trạm radar, radar EMHR cạnh một dạng cây. Phía Nga sau đó đã điều một UAV cảm tử tới tập kích khí tài đối phương. Đoạn tấn công từ UAV nhanh chóng khiến radar, radar IMHR cháy lớn. Theo thông tin từ Milinur, quân đội Ukraine từ tháng 5 năm 2023 đã đưa 16 hệ thống radar Raza-EMHR có nguồn gốc từ Israel vào biên chế. Được biết, solar này không trực tiếp được Aviv chuyển cho Kiev, mà do một tổ chức phi chính phủ có trụ sở Lithuania gây quỹ để mua từ Israel, sau đó chuyển cho quân đội Ukraine.